Xin kính chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chà, không biết MC của chương trình của chúng ta hôm nay bị đâu mà giờ này chưa tới nữa. Em đây, em chào anh Vũ. Em chạy quá. Anh Vũ. Bó hoa hả? Tặng dạ, anh à? Dạ đúng rồi. Em chào quý vị khán giả trước đi cái đã chứ. Em quên, em xin lỗi. Xin kính chào quý vị khán giả. Lý do gì mà hôm nay em tặng hoa cho anh ta? Hay là tính nhờ anh làm vụ gì đây? Hôm nay là ngày 20 tháng 11 mà. Sao tặng hoa cho anh? Thì tại vì anh cũng là một trong những sư phụ của em mà. Em làm anh cảm động quá. Anh xin cảm ơn. Và thật sự ra thì anh không có dám nhận là một thầy giáo đâu. Đối với đầu bếp thì công việc mà chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, là hướng dẫn chế biến những món ăn đó là một công việc hết sức là bình thường của người đầu bếp thôi. Nhưng mà anh Vũ biết sao không? Chắc chắn là quý vị khán giả cũng như Minh Châu này đã học được rất nhiều điều từ anh Vũ cũng như các anh chị đầu bếp của chương trình. Do đó lúc nào Minh Châu cũng coi các anh chị là những thầy cô giáo, là những sư phụ của mình hết đó. Em quá khen. Mà anh Vũ biết sao không? Trong cái không khí của cái ngày lễ lớn của đất nước như thế này nè, em chợt nghĩ đến một điều là rõ ràng là có những cái giá trị truyền thống của dân tộc mình qua bao nhiêu lâu vẫn được giữ gìn, bảo tồn và còn có thể nói là khắc sâu đậm trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam luôn á. Đúng vậy, Minh Châu à. Thưa quý vị và các bạn, những gì thuộc về truyền thống thì thường làm cho người ta nhớ lâu. Trong ẩm thực cũng vậy, những món ăn truyền thống thì thường gợi cho người ta nhớ về quê nhà, và đặc biệt là những lúc mà chúng ta có công việc phải đi xa nhà, đi xa quê. Anh Vũ nói như vậy làm em thèm một cái món mà ăn trong cái mùa mưa, mùa lạnh nó rất là hay. Đó là món mắm khô quẹt. Không biết hôm nay có phải là do cái tiết trời nó lành lạnh mà như anh với em có sự đồng cảm đó. Đồng cảm sao anh? Tại vì hôm nay đến với chương trình anh đã chuẩn bị sẵn một món kho quẹt rồi. Ủa vậy hả? Món đó có tên gọi là gì vậy? Thì cũng cùng với cái chủ đề của chương trình chúng ta, chọn hơi ấm, thấm vị ngon. Món ngon trong tích tắc của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là tôm thịt kho quẹt. Nguyên liệu để làm món tôm thịt kho quẹt hết sức là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có 20g tôm khô, 30g thịt nách, 50g mỡ gáy, ớt hiểm, một số rau củ ăn kèm, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Trước tiên chúng ta sẽ thắn mỡ. Rồi em giúp anh nở lửa lên ha. Dạ. Đây là anh dùng mỡ gáy nghe Minh Châu. Và anh sẽ cho vào đây một ít nước. Rồi bây giờ Minh Châu canh thắn mỡ giùm anh nha. Mà anh Vũ nè, lúc nãy anh nói là dùng mỡ gáy hả? Đúng rồi. Mỡ gáy thì không biết là có dễ mua không ha? Em dùng mỡ khác được không? Mỡ thường được không? Mỡ gáy thì rất là dễ mua Minh Châu à. Thưa quý vị và các bạn, để làm món tôm thịt kho quẹt thì chúng ta sẽ nên sử dụng mỡ gáy. Để như vậy tóp mỡ sẽ được giòn sau khi kho. Trong khi Minh Châu thắn mỡ thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn pha hỗn hợp để chúng ta kho quẹt. Chúng ta sẽ cho vào đây 3 muỗng đường và 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Chúng ta khuấy đều lên như vậy. Những cái tóp mỡ bắt đầu nhỏ lại dần rồi kìa anh. Đúng rồi. Bây giờ anh tắt lửa. Rồi anh sẽ cho đây một ít mỡ ha. Và chúng ta vớt ít nước mỡ ha, để dành sẵn như vậy. Bây giờ cho tôm khô nè. Và đây là phần thịt nách. Chúng ta băm rối thôi. Anh cho vào xào luôn. Băm rối có nghĩa là mình băm sơ sơ thôi, không có nhuyễn quá đúng không anh? Đúng rồi em. Chúng ta băm còn những miếng thịt nó to to một tí. Hôm nay em thấy là mặc dù món này đơn giản nhưng mà anh Vũ có những cái nguyên tắc về nguyên liệu nha. Lúc nãy mỡ thì phải là mỡ gáy nè. Đúng rồi. Bây giờ thịt thì phải là thịt nách nè. Tại sao lại phải dùng thịt nách? Thưa các bạn, để làm món kho quẹt thì chúng ta nên dùng thịt nách. Như vậy thì thịt chúng ta sau khi kho nè sẽ được giòn và không bị khô. Quý vị khán giả nhớ sử dụng thịt nách để làm món tôm thịt kho quẹt ngày hôm nay nha. Đảm bảo với quý vị là thịt kho xong sẽ không bị cứng đâu. Sau khi thịt và tôm khô đã sang, anh sẽ cho cái hỗn hợp nước mắm, đường và bột ngọt đã pha khi nãy vào và chúng ta sẽ kho. Thưa các bạn, đối với món kho quẹt này thì chúng ta nên chọn nước mắm có độ đạm cao, thì như vậy món kho chúng ta mới thơm và ngon hơn. Quý vị khán giả thân mến, khi làm món mắm kho quẹt quý vị nhớ lựa chọn nước mắm có độ đạm cao nha. Đảm bảo là khi kho xong món kho của chúng ta sẽ rất thơm ngon. Cuối cùng thì anh sẽ cho vào đây hai quả ớt hiểm anh đã đập dập ha. Dạ. Trong khi chờ nồi kho quẹt chúng ta hoàn tất thì bây giờ anh sẽ bắt một cái nồi nước lên và chúng ta sẽ luộc với lại những rau củ quả ăn kèm. Cái kho quẹt của chúng ta đã hoàn tất, anh sẽ cho nốt cái phần mỡ và tôm mỡ anh đã lấy ra khi nãy vào. Rồi bây giờ thì đố em trong dĩa rau này anh sẽ cho cái gì vô luộc trước nè, hay chúng ta cho hết vào? Đâu có được, khổ qua nè, với lại hả rau cải mình mà luộc kỹ quá thì làm gì ngon nữa. Đúng rồi. Em đoán là cho cà rốt vào trước. Chính xác, hoàn rồi, chính xác, anh sẽ cho cà rốt vào trước ha. Chúng ta sẽ cho bầu sao, bông cải xanh, bông cải trắng. Cuối cùng thì anh sẽ cho khổ qua nè và cải ngồng vào. Bây giờ anh sẽ cho cái loại rau quả chúng ta ra dĩa như vậy ha. Khổ qua chúng ta sẽ cho một cái viền ở ngoài như vậy. Cuối cùng thì anh sẽ rắc một ít tiêu
lên trên nồi khô quẹt như vậy. Bây giờ anh nhờ em quẹt một cái xem như thế nào. Em cảm ơn anh Vũ. Rồi mời em. Dạ. Đầu tiên khi mà nhìn hình thức thôi thì em đã nghĩ ngay đến cái điều gì anh biết không? Chọn hương ấm thấm vị ngon. Ấm của cái gì nè? Của tiêu, của ớt nè. Đúng rồi. Mà thấm vị ngon là ngon của cái gì nè? Cái sự đậm đà của nước mắm nè. Nó ngọt ngọt của đường đúng không nào? Đúng rồi. Bây giờ em sẽ thử ha. Món này thì chúng ta có thể dùng cho cơm nóng hoặc là cơm nguội cũng rất là ngon đó. Anh Vũ ơi, chắc là em phải xin anh Vũ cái thố tôm thịt khô quẹt này về nhà quá à. Tối nay mà trời se se lạnh ha, trong cái cả nhà ngồi quay quần bên nhau cùng hít hà cái mùi thơm của nước mắm nè, và cùng thưởng thức cái vị cay nồng ấm của món tôm thịt khô quẹt này thì còn gì bằng nữa. Trọn hương ấm, thấm vị ngon. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và một lần nữa xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo có được một ngày lễ thật nhiều ý nghĩa, và đặc biệt là sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả. Và cũng xin tất cả quý vị khán giả thường xuyên giữ liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm hơn nữa, bằng cách là quý vị hãy viết thư về cho chúng tôi đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.